sẽ có hơn 1.900 danh mục dịch vụ khám bệnh, hội chẩn được điều chỉnh tăng giá. Trong đó, dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm tăng nhẹ 1-4%, có dịch vụ tăng giá đến 10%. Giá dịch vụ ngày giường bệnh tăng khoảng 10-14%. Theo quy định của luật khám chữa bệnh từ năm 2024, chi phí trong giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh bao gồm 4 cấu phần: nhân công, chi phí trực tiếp, chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định và chi phí quản lý. Hầu hết các bệnh viện mới được tính chi phí nhân công, chi phí trực tiếp, hai cấu phần còn lại chưa được tính. Dự kiến từ tháng 7 năm 2024 sẽ phải tính đủ chi phí nhân công, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Như vậy, chi phí quản lý bao gồm duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế, tài sản cố định, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, chi phí quản lý chất lượng sẽ được tính thêm trong cấu phần giá dịch vụ y tế. Bộ Y tế đánh giá việc điều chỉnh viện phí cũng sẽ cân đối với khả năng chi trả của người dân, hài hòa lợi ích người cung cấp và sử dụng dịch vụ, yếu tố thời điểm cũng như lộ trình của chính phủ. Để có thể tính đúng tính đủ cấu phần chi phí dịch vụ khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật khám chữa bệnh.